Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại tại xã Hải Phong, huyện Hải Lăng. Chỉ sau một trận mưa lớn, hàng trăm hecta lúa ngập sâu trong biển nước. Đắp đập, tạo kênh mương để hút nước tiêu úng là giải pháp mà địa phương này thực hiện để cứu lúa. Bởi hiện tại, các kênh mương không thể đáp ứng cho nhiệm vụ tiêu úng mà cần có sự đầu tư. Giải pháp lâu dài và đảm bảo cho hiệu quả kinh tế, đặc biệt là các cái vùng trũng, đặc biệt Hải Phòng là vùng trũng. Cho nên về xã thì rồi các hợp xã cũng đang là có kế hoạch xây dựng các trạm bơm cục bộ để chủ động trong vấn đề tiêu úng. Nhưng mà do hiện nay cái nguồn ngân sách của xã là quá khó khăn, cho nên cũng kính đề nghị quý cấp cũng nên nghiên cứu xem xét, đặc biệt là hỗ trợ cho xã Hải Phòng, đặc biệt là đơn vị An Thơ, một cái trạm bơm để tiêu úng kịp thời khi là có thiên tai sự cố xảy ra. Tại hợp tác xã Xuân Viên, xã Hải Dương, 180 hecta lúa cũng trong tình trạng thường xuyên bị ngập úng do mưa lớn. Theo giám đốc hợp tác xã, việc đầu tư tuyến đê giáp ranh giữa hợp tác xã Xuân Viên với huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế là rất cần thiết để đảm bảo yêu cầu tiêu úng. Là cái tuyến đê này là hiện đang xuống cấp. Vừa rồi thì kinh phí của hợp tác xã thì có, thì mới nâng lên được một phần. Mà cái đê đất này thì cứ về mùa mưa lũ là nó sạt thôi. Cho nên mong rằng là quý cấp quan tâm hỗ trợ cho cái phần đê này để vừa là thuận lợi cho công tác tiêu úng và vừa là làm cái đường giao thông cho người dân đi lại. Thì hiện nay đi lại chăm sóc cũng được là đường sụt bung. Trong những năm qua, hệ thống thủy lợi tiêu thoát trên địa bàn huyện Hải Lăng đã được đầu tư cơ bản. Tuy nhiên, trước những biến đổi bất thường của khí hậu, thời tiết nên cục bộ một số địa điểm bị xuống cấp, hư hỏng, làm cho nước từ ngoài tràn vào. Bên cạnh đó, năng lực tiêu thoát lũ bị giảm do kênh mương bị bồi lấp, hư hỏng. Một số trạm bơm xuống cấp nên năng lực bơm giảm so với thiết kế ban đầu, nên khi bị mưa lũ, việc đáp ứng tiêu úng tức thời để bị ảnh hưởng. Tăng cường cái năng lực tiêu thoát lũ, thứ nhất là nghiên cứu để hỗ trợ thêm, bố trí thêm một số cái trạm bơm chính để nâng cao cái năng lực là bơm thoát. Thứ hai là vấn đề để mà nạo vét thông thoát các cái tuyến kênh tiêu. Thứ ba là ngành cũng đã làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế để đề xuất nâng cấp cái hệ thống cửa thoát lũ của hệ thống cửa lác để đảm bảo cái năng lực, nâng cao cái năng lực thoát lũ. Thì để cho giải pháp về lâu dài ấy, thì cũng kiến nghị cấp trên là cho nâng cao các cái cáo trình cũng như là tăng cường thêm các cái trạm bơm điện để chủ động trong cái việc tiêu úng trong cái điều kiện thời tiết bất thường như hiện nay. Hải Lăng là vùng sản xuất lúa trọng điểm của tỉnh. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, của biến đổi khí hậu, nếu không có các giải pháp thủy lợi lâu dài để phòng chống ngập úng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp.